làm cái gì vậy? Làm gì em giỡn xíu làm gì vậy? Buông tao ra mày ơi! Buông tao ra! Thảo! Buông tao ra! Em làm cái gì vậy? Thảo! Buông tao ra! Em buông khách ra cho! Thảo! Dạ! Mày nhỏ này láo! Anh bình tĩnh nha. Chắc là có hiểu lầm gì đó. Để có gì em dạy lại nhân viên em nha. Đi vô phòng cho anh nhanh lên. Đi! Nhanh lên! Anh ngồi đây đợi xíu nha. Em vào em lấy nước cho mình nha. Dạ! Thảo! Anh vừa đặt xe cho em luôn rồi đó. Coi đi về nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện cứ để anh lo cho. Nhưng mà anh... Không có nhân nhị gì hết trơn á. Đi vô thay đồ rồi lên xe về. Tiền anh trả hết luôn rồi. Không có lo gì hết trơn á. Anh cái đầu cô á. Đi vô thay đồ. Tính ở đây quậy hay cái gì. Đi vô, nhanh lên. Tôi mệt mỏi mấy cô quá. Đi vô. Đi đâu? Thì đi về nhà tôi chứ đi đâu? Đi theo cái địa chỉ tôi đã đặt á. Nhanh lên! Ê, đứng lại, đứng lại! Nè, anh có biết chạy xe không hả? Ê, nhưng mà giờ tôi mới để ý nha. Xe ôm công nghệ gì mà không mặc đồng phục, đã vậy còn đi xe xịn. Nè, anh là lừa đảo trái hình sơ công nghệ đúng không? Nhìn tôi vậy, chứ đừng có nghĩ là tôi giả hết hay chưa. Nói cho mấy người biết, tôi có vợ đó, đừng vô thử đi. Tôi biết tay. Ai là xe ôm công nghệ? Ai thèm bắt nạt cô? Hả?